Có thể nói Man United chắc chắn là đội bóng gây ra nhiều niềm đau nhất cho Liverpool ở mùa giải năm nay. Tại vòng đấu thứ 17 của EPL, Quỷ Đỏ đã cầm hòa đoàn quân huấn luyện viên Jurgen Klopp trong trận cầu không bàn thắng tại Anfield. Cách đây không lâu, đội bóng vùng Merseyside cũng đã nhận thất bại 3-4 không thể nuốt trôi trước Manchester United ở tứ kết FA Cup. Để rồi đêm qua, từ Klopp một lần nữa không thể khuất phục Manchester United. Thậm chí nếu Wan-Bissaka không mắc sai lầm ở những phút cuối trận, chiến thắng có lẽ đã thuộc về đội chủ sân Old Trafford. Trận hòa tài hại trước Man United đến vào thời điểm vô cùng nhạy cảm, khi Liverpool rất cần điểm để tiếp tục duy trì ngôi đầu trước sức ép lớn từ Man City và Arsenal. Dẫu vậy, cái giấc không thể thắng trước Man United khiến họ đành ngậm ngùi nhìn Arsenal lấy mất vị trí của mình. Tuy nhiên, The Kop chỉ kém pháo thủ thành London về chỉ số phụ và mùa giải thì chưa hề kết thúc ngay được. Ở trận đấu có ý nghĩa quyết định của mùa giải năm nay, Liverpool đã không thể giành chiến thắng. Cả mùa này, Liverpool chỉ hòa và thua trước Manchester United và một điểm giữa Old Trafford rõ ràng không thể khiến Jurgen Klopp hài lòng được. Nếu ta nhìn vào tổng quan màn trình diễn của cả hai đội, rõ ràng The Kop sở hữu nhiều cơ hội nguy hiểm hơn hẳn, nhưng sự vô duyên trên hàng công của đội khách khiến họ phải ngậm trái đắng. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận một điều, đó là giành chọn 3 điểm trên sân của nửa đỏ thành Manchester chưa bao giờ là một điều dễ dàng với bất kỳ một đội bóng nào. Một lần nữa, tại mùa giải năm nay, Old Trafford trở thành hiểm địa với Liverpool. Cách đây không lâu là thất bại 3-4 ở tứ kết FA Cup khiến lữ đoàn đỏ đánh mất cơ hội giành Wan-4, còn ở màn tái ngộ Manchester United tại nhà hát của những giấc mơ tại vòng 32 Premier League, thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp dù áp đảo đội chủ nhà xuyên suốt trận đấu nhưng rốt cuộc chỉ có thể ra về với một điểm trong tay và đánh mất ngôi đầu bảng vào tay của Arsenal. Dường như có một thế lực vô hình đã khiến Liverpool bất lực trong việc giành thắng lợi trước Manchester United trong cả 3 cuộc so tài ở mùa giải này. The Kop tung ra tới 28 cú sút về phía khung thành của Quỷ Đỏ, con số kỷ lục mà Man United phải hứng chịu khi được đá tại Old Trafford kể từ mùa giải 2003-2004. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp chỉ có thể cụ thể hóa được duy nhất 2 cơ hội trở thành bàn thắng. Còn nhớ trận lượt đi tại Anfield, Liverpool cũng hoàn toàn chơi trên cờ trước một Man United đang gặp khủng hoảng về mặt lực lượng, đồng thời không có được sự phục vụ của thủ quân Bruno Fernandes vì thẻ phạt. Thế nhưng The Kop không thể một lần xuyên thủng mảnh lưới của Andre Onana trong số 34 thời cơ tiếp cận khung thành Manchester United và đành chấp nhận kết quả hòa không bàn thắng. Liverpool chỉ còn biết trách bản thân với trận hòa 2 đều tối qua, khi bên cạnh sự lãng phí cơ hội, những sai lầm không đáng có ở hàng phòng ngự đã khiến The Kop tự tay níu chân mình. Đường chuyền ngang tai hại của Jaren Cancela không khác gì một món quà để Bruno Fernandes lập tuyệt phẩm ngay ở cú sút đầu tiên mà Manchester United thực hiện về khung thành của Kelleher. Ngoài ra, sự thiếu quyết liệt ở các tình huống phòng ngự trước vòng cấm của các thủ Liverpool cũng tạo điều kiện cho Kobbie Mainoo trở thành cầu thủ Man United trẻ nhất ghi bàn trong một trận derby nước Anh. Nếu như không có cú xoạc bóng liều lĩnh của Wan-Bissaka mở ra cơ hội cho Salah quân bình tỷ số trên chấm phạt đền, rất có thể Liverpool đã phải thêm một lần ôm hận rời Old Trafford ở mùa này. Rõ ràng huấn luyện viên Jurgen Klopp khó có thể hài lòng với màn trình diễn của các học trò sau trận hòa khiến Liverpool đánh mất ngôi đầu bảng. Chúng tôi đáng ra phải giành chiến thắng, nhưng chúng tôi đã tự mình gây ra những rắc rối. Trước và sau khi Man United ghi bàn, Liverpool đều có những thời cơ sáng sủa, nhưng cuối cùng chúng tôi chỉ tận dụng được 2 cơ hội. Tôi không hoàn toàn bực tức với các học trò, nhưng trong trận đấu những chuyện như vậy khó có thể chấp nhận. Chúng tôi đã lùi quá sâu, có rất nhiều tình huống mà chúng tôi có thể phòng ngự tốt hơn. Chúng tôi nên chủ động hơn. Liverpool còn 7 trận đấu nữa để định đoạt số phận của mình. Nhìn qua lịch thi đấu của đội bóng thành phố Cảng, ta thấy The Kop không còn phải gặp quá nhiều đối thủ sừng sỏ nữa. Tottenham là cái tên đáng chú ý nhất, nhưng lữ đoàn đỏ thì chưa bao giờ ngại gà trống trên sân nhà. Ngoài ra, 2 chuyến làm khách tới Villa Park của Aston Villa và Goodison Park của Everton được dự báo là không hề dễ dàng. Dẫu vậy, với phong độ ở thời điểm hiện tại, đây đều là những đối thủ mà Liverpool có thể giành 3 điểm trong tầm tay. Trận hòa trước Manchester United tại vòng 32 đã khiến Liverpool đánh mất ngôi đầu bảng vào tay của Arsenal. Dù cùng có được 71 điểm, nhưng hiện tại The Kop vẫn phải xếp dưới pháo thủ vì hiệu số. Với việc không còn chiếm thế thượng phong trong cuộc đua tam mã đến ngôi vương của Premier League, mọi trận đấu với thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp đều không khác gì một trận chung kết. Liverpool cần tích lũy tối đa điểm số đồng thời chờ đợi những cú sẩy chân từ Man City và Arsenal.
Lịch thi đấu từ giờ đến cuối mùa giải của Liverpool mặc dù không phải quá nặng nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro với The Kop. Sau khi trở về sân nhà Anfield tiếp đón các vị khách Crystal Palace vào cuối tuần này, thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp sẽ phải làm khách ở 3 trận còn lại của tháng 4 trước Fulham, Everton và West Ham. Liverpool mở màn tháng cuối cùng của mùa giải với hai đối thủ sừng sỏ Tottenham và Aston Villa trước khi bước vào trận đấu vòng 38 với Wolves. Trong số các đối thủ ở những vòng đấu còn lại của Liverpool, rõ ràng Tottenham là cái tên nặng đồ nhất bởi trận lượt đi, gà trống đã khiến lữ đoàn đỏ phải trắng tay rời đất London trong một màn so tài vô cùng căng thẳng và gây tranh cãi. Liverpool đã kết thúc trận đấu với chỉ 9 người sau những tấm thẻ đỏ của Curtis Jones và Diogo Jota. Ngoài ra, cách thua của đội chủ sân Anfield cũng đầy cay đắng. Không những bị khước từ bàn thắng hợp lệ của Luis Diaz, Liverpool còn phải nhận bàn thua quyết định ở những phút bù giờ từ pha phản lưới nhà của Joao Matip. Rõ ràng huấn luyện viên Jurgen Klopp sẽ phải vô cùng cẩn trọng trước Tottenham bên cạnh quyết tâm trả món nợ đã vay ở trận lượt đi. Bên cạnh Tottenham, Fulham cũng là đội bóng tiềm năng có thể gây ra khó khăn cho Liverpool. Tại màn so tài lượt đi, đội chủ sân Craven Cottage đã dẫn trước The Kop ngay tại Anfield cho đến phút 87 khi Wataru Endo và Trent Alexander-Arnold sắm vai người hùng để giúp Liverpool ngược dòng thành công với chiến thắng chung cuộc 4-3. Ngoài ra, Liverpool sẽ phải dè chừng trước Everton trong trận derby vùng Merseyside. Mặc dù dễ dàng đánh bại The Toffs 2-0 ở lượt đi tại Anfield, nhưng tại chuyến hành quân đến Goodison Park mùa giải năm ngoái, The Kop đã để đội chủ nhà cầm hòa với kết quả không bàn thắng. Màn chạm trán sắp tới chắc chắn sẽ không hề dễ dàng với Liverpool khi bên cạnh niềm kiêu hãnh và lòng tự tôn, Everton cũng cần điểm số để chắc chắn một vị trí ở lại ngoại hạng Anh mùa giải tới. Mỗi trận đấu sắp tới của Liverpool đều sẽ là một cuộc chiến và thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp sẽ phải có sự chuẩn bị thật kỹ càng nếu không muốn tụt lại ở cuộc đua đến ngôi vương Premier League. Nhìn nhanh sang hai đối thủ chính trong cuộc đua đến ngôi vương ngoại hạng Anh mùa này là Arsenal và Man City, họ cũng đều có những khó khăn nhất định. Đầu tiên phải kể đến việc hai đội bóng này phải chia sức cho đấu trường UEFA Champions League và đối thủ của họ tại sân chơi hàng đầu châu Âu đều là những ông kệ thực sự. Chưa kể Arsenal vẫn còn phải gặp cả Man United, Chelsea lẫn Tottenham và đây đều là những đội bóng đủ sức khiến pháo thủ mất điểm. Với Man City, họ thậm chí vẫn đang cạnh tranh tại FA Cup. Lịch thi đấu dày đặc hoàn toàn có thể khiến nhà đương kim vô địch hụt hơi trong thời gian tới. Trong 11 trận đấu kể từ đầu năm, Arsenal đang bất bại với 10 trận thắng, ghi 38 bàn và chỉ để thủng lưới 4 lần. Họ tạm thời vượt Liverpool vươn lên dẫn đầu Premier League nhờ chỉ số phụ ấn tượng. Nhưng cũng chính Arsenal được xem là đội có lịch thi đấu nặng nhất trong 3 đội đang đua vô địch. Pháo thủ còn 2 trận sân nhà với Aston Villa và Chelsea, cùng 2 chuyến làm khách đến sân của Tottenham và Manchester United. Trong tháng 4 này, thầy trò Arteta còn 2 trận đấu vòng tứ kết Champions League với Bayern Munich. Chặng đường trước mắt sẽ là thử thách cực độ cho tham vọng của Arsenal. Arteta cần phải có những tính toán hợp lý về nhân sự để đảm bảo chất lượng cao nhất về mặt chuyên môn, đồng thời tránh cho các trụ cột ở tình trạng quá tải. Việc hụt hơi ở chặng cuối từng khiến họ trả giá mùa trước. Bất kỳ một trận thua nào của một trong 3 đội sẽ là cơ hội để các đối thủ bứt tốc trong cuộc đua giành ngôi vương mùa này. Trên lý thuyết, Man City là đội bóng bất lợi nhất khi vừa kém Liverpool về điểm số vừa kém cả về hiệu số bàn thắng bại. Nhưng ngay cả khi đang đứng thứ 3, cơ hội vô địch của Man City vẫn được xem là sáng sủa hơn cả bởi lịch thi đấu còn lại của đội chủ sân Etihad nhẹ nhàng hơn Liverpool và Arsenal khá nhiều. Man City chỉ còn 2 trận đấu được xem là tương đối khó khăn với Aston Villa và Tottenham. Còn lại, các đối thủ của thầy trò Pep Guardiola đều khá dễ chịu. Bất lợi của Man City nằm ở chỗ, họ là đội duy nhất trong top 3 vẫn còn thi đấu trên cả 3 đấu trường. Ngoài các trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh thì trong tháng 4, Man City còn 2 lượt trận tứ kết Champions League với Real Madrid và trận bán kết FA Cup với Chelsea. Rõ ràng Pep Guardiola cần những cầu thủ dự bị của mình thể hiện độ hiệu quả cao hơn mỗi lần được sử dụng khi việc xoay vòng lực lượng trong thời gian tới là bắt buộc. Bên cạnh những trận đấu khó khăn tiềm ẩn nguy cơ mất điểm, ba đội dẫn đầu cũng không thể chủ quan ngay ở các cuộc đối đầu mà đối thủ bị đánh giá thấp hơn họ rất nhiều. Lịch sử đã chứng minh các đội bóng vẫn còn mục tiêu cuối mùa như tấm vé dự cúp châu Âu hay trụ hạng luôn thi đấu với quyết tâm rất cao và có thể tạo nên những bất ngờ động trời. Trước những đối thủ như vậy, bất cứ sự mất tập trung hay chủ quan nào đều sẽ dẫn đến thảm họa. Tất nhiên, trước khi chờ đợi đối thủ trượt chân thì bản thân cần phải làm tốt công việc của mình đã. Không phủ nhận Liverpool năm nay rất mạnh, nhưng thứ mà đoàn quân của huấn luyện viên Jurgen Klopp còn thiếu là khả năng kết thúc trận đấu trong những khoảnh khắc nhất định. Rất nhiều cơ hội được tạo ra nhưng đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Đây chắc chắn là điều cần phải sửa đổi ngay lập tức, bởi rất có thể mùa giải năm nay, nhà vô địch ngoại hạng Anh sẽ được quyết định bằng hiệu số bàn thắng bại.
Đáng lẽ Liverpool đã phải thắng trận đấu trước Man United bởi họ đã nã 28 cú dứt điểm lên khung thành Man United và ước tính tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng lên tới hơn 3,5. Rất nhiều cơ hội rõ rệt đã xuất hiện, nhưng các chân sút Liverpool quá kém trong khâu kết thúc, từ Darwin Núñez căng ngang trong tư thế có thể dứt điểm cho tới Luis Diaz đệm vọt xả cự ly chính diện trước cầu môn trong phút bù giờ hiệp 2. Sự chân gỗ của các chân sút Liverpool đã làm các fan lo lắng từ những trận trước. Họ bỏ lỡ rất đáng tiếc một số thời cơ trước Man City trong trận hòa 1-1. Trong khi trận thắng Sheffield United 3-1 cách đây không lâu đã chứng kiến vài pha bóng như vậy cho tới khi Alexis McAllister ghi siêu phẩm. Giờ này Liverpool có thể đã không bằng điểm Arsenal nếu Darwin Núñez không ghi bàn ở phút 90+9 trước Nottingham Forest. Với tần suất bỏ lỡ như vậy, trong khi đã không giữ sạch lưới trận nào kể từ sau trận thắng Nottingham, Liverpool đang thực sự đang đi trên dây trong cuộc đua vô địch. Arsenal có hàng thủ tốt nhất Premier League và từ đầu mùa chỉ 6 trận bị ghi bàn trước, trong khi Man City tấn công luôn hiệu quả. Nên Liverpool rất dễ bay cúp vì sự vô duyên của các chân sút. Sau trận đấu, huấn luyện viên Jurgen Klopp cũng thừa nhận trận hòa này thực sự khó nuốt trôi. Rõ ràng chúng tôi có thể thắng, nhưng tự gây ra một số vấn đề của mình. Họ không có cú dứt điểm nào ở hiệp 1, nhưng chúng tôi lại cho họ cơ hội để ghi bàn những sai lầm tự mắc phải. Ít nhất thì chúng tôi đã tìm đường trở lại trận đấu và giành được một điểm. Tôi biết mọi người sẽ đánh giá ra sao, đây là hai điểm bị đánh mất với Liverpool. Nhưng đây là một điểm giành được trên sân của Man United và những trận như thế này bao giờ cũng khó vì bọn họ đá rất quyết tâm. Đây rõ ràng là khía cạnh mà Liverpool phải cải thiện ngay lập tức, không chỉ Darwin Núñez mà ngay cả Mohamed Salah đang thiếu hiệu quả đi nhiều từ khi vua Ai Cập trở lại sau chấn thương. Nếu cứ mãi vô duyên chứ không thành như vậy thì những trận đấu với kịch bản giống một cuộc chạm trán trước Man United ngày hôm nay hoàn toàn có thể xảy ra thêm một lần nữa. Một điểm tại nhà hát của những giấc mơ chưa phải ác mộng của Liverpool. Cuộc đua vẫn còn ở phía trước và mọi thứ càng lúc càng trở nên hấp dẫn. Cùng chờ xem liệu Klopp và các học trò có thể vực dậy và tiếp tục chiến đấu đến cùng cho mục tiêu mùa giải này hay không. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi phút bù giờ của ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau.